think I was a boy. Hello, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của Tiên. Và hôm nay Tiên đã quay trở lại với một video mới với hai vị khách rất là đặc biệt, rất là quen thuộc, rất là quen thuộc, rất là đẹp luôn. Thì hôm nay sẽ là một cái challenge, thử thách dành cho cả ba luôn. Thì nó sẽ là một cái thử thách mà mỗi người sẽ đưa ra 7 câu hỏi, đúng không? 7 câu hỏi cho nhau đó, cho nhau, sau đó thì hai người còn lại sẽ trả lời bằng viết trên giấy. Thì ai mà trả lời mà không đúng nhiều nhất thì không, ai trả lời sai nhiều nhất sẽ bị một hình phạt. Thì hình phạt gì thì cuối clip các bạn sẽ biết nha. Nếu mà mọi người chưa follow Shane và Nguyên thì Tiên sẽ để link của hai bạn ở đây để cho các bạn dễ follow hơn nha. Trời ơi, đồ thích quá à. Xưa giờ tao thương thật lòng bao nhiêu người? Bao nhiêu người thật lòng nha, là thương, là yêu, là kiểu bao nhiêu người? 1, 2, 3. Nhiều. Ghê thiệt. Ghê. Ok. Một điểm cho cả hai nha. Yeah. Rồi. Tao thích ca sĩ nào nhất? Việt Nam hả? Từ xưa tới giờ cái ca sĩ nào mà tao rất hâm mộ, mặc dù bây giờ không phải là, chưa chắc là bây giờ còn hâm mộ, nhưng mà từ xưa, từ xa xưa tới bây giờ. Cái này đâu có dễ đâu. Thì okay, nghĩ đi. Con trai, con gái. Rồi vô, tao nói cho cháu vậy thôi. Một cái đó đi. Thôi một cái thôi. Tao biết được. Mày biết chắc chắn. Ok, không biết là mày không phải là bạn tao. Đứa nào không biết không phải là bạn tao. Ok, I know. Ok, I'm done. 1, 2, 3. Justin Bieber. Yeah. Đâu? Keep each other calm. Tao nhớ cửa phòng cũ nhà Tiên có cái poster. Oh my god. Đúng rồi. See. Mày biết tao với mày là đã khóc vì nó không? See. Vậy. Ê, tao về giùm tao cái. Trên mặt tao, tao thích feature nào nhất? Dễ quá. 1, 2, 3. Lông mi. Yeah, mũi, yeah. Lông mi. Tao cũng thích lông mi nhưng tao thích mũi tao. Ê, mày có hơi nhìn cửa sổ nó cũng vậy cửa nào. Nhưng tao thích con trai funny hay đẹp trai. Giữa funny và đẹp trai tao chọn cái gì? Nhanh giờ biết nhanh giờ tự tin không? Tự tin chứ. Nguyên à, đơn giản lắm Nguyên, rất đơn giản. 1, 2, 3. Funny. Mày mới thắng hả Sang? Nếu được quay trở lại Mỹ và cưới chồng thì tao có chịu quay lại không? Ủa, quay lại Mỹ cưới chồng là sao? Tao quay lại Mỹ ở luôn bây giờ, cưới chồng có một okay, người, có người chồng. I'm done. 1, 2, 3. No. Wow. Tinh 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 tinh. So dễ. Okay. Chồng tiên sẽ về Việt Nam. Kể tên 3 món ăn mà tao đã từng nấu. Tiếng giống nhiều lắm. Trời ơi, bạn này trong viết vở bài ghê. Tiếng nhiều lắm. Rồi, thì 3 món thôi, 3 món. Ủa giờ, không lẽ 3 món mày biết 3 món là món gì? Sen mà nó không biết nha. Nó đã ở một năm với tao mà nó không biết nha. Nói mày nghe. Tao nói mày nghe. Nguyên thì không sao mà mày nghe. Nấu cũng được, chắc món gì cũng có. Trời ơi, Nguyên hay vậy hả? Ủa hình như có 3 món mà dính dài dữ mấy món. Mấy món rồi hả? Rồi, Sen đọc trước đi. Thịt heo mà tao thích ăn á. Rồi. Ba chỉ heo. Rồi. Canh mây. Rồi. Với lại thịt sườn mà không cắt xương. Sườn nước Hàn Quốc. Rồi. Trứng chiên. Hay hay, ok. Tao tới bút kỳ không? Có luôn. Giỏi. Rồi. Giỏi. Nếu được quay trở lại một khoảng thời gian trong cuộc đời tao, đó là một khoảng thời gian nào?
để làm gì? Để tao cảm thấy như là tao rất happy. Tao rất là happy ở khoảng thời gian đó. Tao thật sự vui. Tao thật sự vui về tất cả mọi thứ, về chuyện học hành, về tình yêu, về... Sao tao gì để sửa hành? Ủa gì trời? Nào phải như nào? Senior year, tới freshman year of college. Lớp 12 đúng không? Yeah. Ok, hay quá. Tại vì lúc mà năm đầu đại học em mới ở chung với đúng rồi. Đâu có ở chung đâu. Mà round này là nguyên tháng rồi. Ok. Oh my god. Chị đã từng ở với lại hai bạn này rồi đó mọi người. Mà bạn này cũng thua rồi đó cho nên là Nguyên cũng biết nha. Nguyên thường sẽ dùng app gì để nhắn tin? Gì cười vậy? Ê, tao biết không vậy? Tao nghĩ tao biết á. 1, 2, 3 Instagram. iMessage. iMessage hả? Đúng không? Instagram chứ. Instagram đúng rồi, tao chỉ dùng iMessage để nhắn tin cho một người thôi. Ủa mà sao khi nào tao quay qua tao nhìn tao cũng thấy nó nhắn iMessage. Nhắn với người này thôi nhiều. Nhắn với người này thôi nhiều. Không mà tiên nó vậy cũng đúng. Đúng không? Đúng không? Tao cũng nhắn. Đó thì đó. Cái đó hết. Không gì cho tao điểm đi, tao nghĩ tao đúng mà. Tại Instagram biết là Nguyên xài nhiều. Cái đó là chắc chắn rồi. Nhưng mà tưởng Nguyên nói là cái gì mà nó khác ngoài Instagram. Ông từ từ chỗ tao đỏ. Ủa sao vậy Nguyên? Nguyên sao vậy? Quạt quạt quạt. Hơi nóng hơi nóng. Something hot in here. Next question. Câu hỏi tiếp theo của Nguyên là đất nước Nguyên thích nhất là đất nước nào? Không biết rồi thôi luôn nha. Oh my god. Chính xa nha. Rồi. Tao xong rồi. Cái này tiên biết thôi. Tao xong. Ừ. Tiên biết chắc chắn. 1, 2, 3, 8. Sao mày kỹ vậy? Ủa cái gì? Sao lớp Đức, Bỉ, Thái Lan. Thôi đúng rồi. Nguyễn Lê, Nguyễn Lê, Nguyễn Lê. Trời ơi, nói rõ ràng luôn. Trời ơi, là đi đâu là đi Nguyên cũng sẽ nghĩ tới nước Thái. Tại vì rất là Thái. Mà quên mất, tự nhiên tắt hấp tao sẽ nghĩ giống nhau. Nguyên trình diễn bài Payphone trong năm mấy ở cấp 3? Sẽ có cần thời gian không? 1, 2, 3, 9, 10. 9. Ủa thêm 9 nữa, tao nhớ tao nhảy lúc mà mày hát xong rồi ta. Payphone mà. Payphone đó, tại lúc 9 đó bài nó mới ra, nó mới hot luôn. Ủa lúc 10 mày hát bài gì? Hát gì trên sân khấu với Ryan Vũ? Người là charity concert. Seven Sands. Trời ơi, lúc đó là làm chết tao rồi. Lúc đó là Nguyên có một trong trường có một cuộc thi gọi là AS Idol, là mọi người có thể thi tài năng, thi hát, thi nhảy tất cả luôn. Nguyên thắng cuộc thi đó cho là cuối năm prom. Nguyên được trình diễn một bài nên chọn bài Payphone của Melody. Nico here. Oh my god. Đúng rồi. Oh my god, lớp 9 là ở Nico. Đúng rồi. Đây nè, ở dưới á. Ở đây nhớ là Nico mà không nhớ là ai là prom date của Nguyên cuối năm lớp 11. Con này không dễ đâu. Không chưa. Đúng. Ký giờ đi. Hà My. Hà My đúng không? Nó nhé. Ủa, nó đi Hà My mà. Lại 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ken. No, phải Ken. Ken là ông lớp prom date với An Khanh. Hà My hả? That is not không phải Hà My không? Oh yeah! Oh, mà nhớ mà chụp mình đi Hà My nhiều lắm. Thì đi chung mà, ba anh em mà. Thì đó thì cũng tính rồi bộ. Mà mày đi Thành thôi. Nhưng mà cũng tính mày đi. Ok, câu tiếp theo. Câu số 5 là những con vật Nguyên đã từng nuôi từ trước đến giờ. Oh my god, how do I know? Ơi, chờ I would know. Mèo, con gà, con thỏ. Mày nuôi con gà hả? Nuôi gà, nuôi thỏ. Nó mua gà quá trời. Tụi bay tiếp đi. Tao nuôi nhiều lắm. Cảm ơn vì quả bị giỏi quá vậy. Có một, tụi mình có một người bạn đang ngồi phía sau á. Trời ơi, gì có con gà luôn hả? Tao không biết vụ này luôn, có thỏ không? Có con cọp luôn không? Mày kể cho mày nghe câu chuyện. Nó mua hạt con gà đủ thứ màu luôn. Sao mày nhớ vậy? Đủ thứ màu luôn. Thấy trời ơi, Abby, Abby. Oh my god. Trời ơi, tao không biết luôn á. Không biết này, tao không biết này luôn. Strong with you. Tao hả? Không biết nữa. Bé mèo, gà, thỏ, cá, rùa, chuột. Ok, cứ ghi đi, Đây, tao ghi đi. Chó, gà, mèo, chim, cá, chuột, rùa, hamster, cá. Đó là chuột đó. Hamster. Thỏ, gà. Thỏ. Rồi. Thiếu rồi. Thiếu từ, thiếu rùa hả? Rùa rồi. Nó có nuôi rùa nữa hả? Có rùa nữa hả? Tất cả những con mà mọi người có thể nghĩ tới. Con vịt nữa. Ờ đúng rồi, có con vịt. Chim, cá, gấu, chuột,
hả? Con gì trong con biết được tao chết luôn con gì ngoài biển á con gì ngoài biển con gì ngoài biển nữa tao đã nuôi cua cá rồi trời mày nuôi cá mập rồi. Nguyên có nuôi cá mập nước ngọt thì tao cũng nói đúng mà cho tao điểm đi bây giờ tao nói quá trời okay, cá mập nước ngọt con cua xong rồi mi nhớ là mi bỏ mi dắt cái dây lên trên cái cạn mi lôi đi nhỏ trời giống như là con chó. Con này không tính đâu. Ủa sao vậy? Tại nãy giờ nhắc rồi là ai đoán cũng đoán cũng đúng nhưng mà cũng rất là nhiều á. Ok. Nhiều cho nên mọi người tặng được một điểm nha. Yeah. Yeah. Okay. Câu số 6. Nguyên thường đi nhà hàng nào? Dạo gần đây. Không biết thì thôi luôn. Trời ơi, Sen ơi. Không biết thì thôi. Sen ơi. Cái này giống như là free một điểm cho mọi người á. 1 2 3. Hokkaido. Tại Nguyên á mà Sen về là đi Hokkaido luôn á. Đi ăn cái lần này cũng rồi á cái đồ. Okay, đúng okay. Mà okay. Gu của Nguyên là như thế nào? Cái này không biết là thôi đúng không? Ngồi đợi thôi. 1, 2, 3. Kiểu đàn ông nghe là ít nói trưởng thành. Đúng rồi. Vậy là tao thắng rồi. Đúng rồi. Next round. Ok. Này vui quá à. Ok, so tới lượt Shane. Câu đầu tiên, giờ này tao thích mặc đồ màu gì nhất? Giờ này nha. Rồi ok. Đi xỉa tới màu. Rồi. 1, 2, 3. Trắng. Hồng. Trắng. Ôi hả? Hay quá rồi ơi, hay quá rồi. Nhưng mỗi vòng là có một đứa thắng á. Hay quá rồi ơi, vậy nha. Sao thua được ta? Tao thích designer brand hiệu gì nhất? Trời ơi, dễ quá nè. That's very easy. Đồ hiệu. Dạ bên đấy hả? Không, từ xưa giờ luôn. Nó hay nói con này lắm. Nó hay nói cái câu này lắm. 1, 2, 3. Chanel. Chanel. Oh. I love Chanel. Nó hay nói là em mới ghi Chanel nè. Nó nói I'm a Chanel girl. Yeah, I'm a Chanel girl. I'm a Chanel girl. Mình ghi Chanel cái tự nhiên mình gặp. Ta thích sinh sống ở đâu nhất? Rồi, ok, biết luôn. This is kind of tricky question. Tao lành luôn. 1, 2, 3, Mỹ. Yeah. 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 Mọi người sẽ cảm thấy là Shane nó Mỹ nhưng mà Shane Việt Nam lại. Mà thật sự Shane thích nó Mỹ lắm mọi người. Nó hoài à? Nó hoài luôn, ngày nào cũng nói luôn á. Một điểm. Ta thích trái cây gì nhất? Shane sẽ nhớ trái cây này nó ăn và uống được luôn. Strawberry. No, no. À quên mất trời sao tao quên cái đó được vậy sao? Đúng rồi. Tao nước dừa lắm luôn á. Mày mua mấy thùng vậy nha. Tao ở với mày ở với Nguyên á, tao cũng mua nước dừa ở ngoài trời luôn. Trời ơi nó mua một thùng bự luôn á. Sáng nó mua uống cao, tao cứ nghĩ cao ăn uống được. Okay. Bên Mỹ nước dừa ngon, bên Mỹ ngon, Việt Nam nhiều luôn á. Ngon cái nước uống dừa bên Mỹ cực kỳ. Nó lạ lạ mà thấy ngon mới thích vị. Không, nhưng mà cái mà tao chỉ mày ngon mà không là sao đâu, nó ngon không? Who's my inspiration? Inspiration? Tricky vậy. I don't look like that person, but I really like that person. Celebrity? Yeah, celebrity. Oh, hi, Kim Kardashian. Oh, Kim K! Yeah! Wait, I like Kylie! No, I always like Kim. Kim! Oh my god. See? Yeah, I'm a Kim girl, not a Kylie girl. Same with Kim Kardashian. Thật sự, yay! 2.40. Mình đẹp rồi mình có tiền xong rồi kiểu mình làm gì cũng được đó mấy bạn. Okay. Khi ta không thể ngủ được thì ta làm gì? Bói ôi á. Hình như con này chắc tiên đoán được á, con mới vừa nói luôn. Bói nói xong luôn. Quý vị sai rồi. 1, 2, 3. Nông. À, no. Coi là hết video của mày. Dạ. Mày không ngủ được, mày coi YouTube của mày lại. Nông. Nông. Nông nữa chứ. Oh my god. Nông. Okay. Nếu mà thích coi bản thân mình với mày sẽ thấy rất là thú vị luôn á. You know what? I love myself. Even though I look like a burnt chicken nugget, I still love myself. Dạ. Yeah. Vậy ráng làm nhiều video. Một trong những lý do lớn nhất xin thích làm video để mình ngồi mình coi lại mỗi ngày. Okay. Hay có động lực có động lực không? What can't I live without? Chị không thể sống cái gì được. A thing or a person? A thing. Okay. Rồi. Hai ba điện thoại. Yeah, my phone. Yay, 3 points. Chắc tiên thắng rồi đó. Tao thắng, ủa sao mỗi đứa thua là sao vậy? Ừ,
đúng không? Mua mua hả? Ừ. Hồi nãy thì hồi nãy tao thắng hết đúng không? Tại giờ nếu Shin thắng hết thì giờ Shin thắng rồi, chỉ còn hai bạn thôi. Vậy thì bây giờ sẽ suy nghĩ câu hỏi gì đó cho Tiên với Nguyên nữa để coi ai thua. Không, tại vì hình phạt của tụi mình đó là tụi mình sẽ kể một cái điểm mình thích và điểm không thích của nhau. Bây giờ ăn thua hết cho mọi người. Thôi kể hết luôn rồi. Rồi đúng rồi đó. Ok, bắt đầu từ Tiên, tại Tiên học trước Tiên. Trời ơi. Hình phạt là tụi mình sẽ kể một điểm không thích của đối phương và một điểm thích. Và nói thẳng luôn. Nhưng mà lỡ nhiên không có gì không thích thì sao? Thì thôi yeah. Chắc chắn phải có cái gì mà mình cũng hơi kiểu khó chịu hay là mình như thế nào. Mình cứ nói thật thôi. Không có cần phải nghĩ ra sâu xa thì hết. Có thì nói, có thì nói. Okay. Tiên nói trước đi. Xin hả? Thích nhất là funny. Then no literally. Thích nhất là tại mày rất là funny. Với lại mày you like you be on my caring hơn so rất nhiều. Không thích mà. Phải là không thích, nhưng mà có nghĩa là con người thì họ sẽ không có phải là perfect đúng không? Cho nên là có mình có nói thì cũng chả có mất lòng nhau nữa, nhưng mà tính tình hay sao? Tính gì cũng được. Cái gì cũng được đó. Cái mũi hả? Like you. Cái mũi hả? Cái mũi của mày á. Là mày hơi ngang bướng. Mày không có nghe lời hả? Đó, nói mày không chịu nghe. Đi ba mình ấm ngang hết á. Ừ, như vậy á, nhưng mà không, ý là có nghĩa là mình nói thì nó cũng nhưng mà sao nó làm y chang. Còn mày là mày cãi lại luôn đó Tiên. Ừ, tao cãi lại nhưng mà tao vẫn làm. Đúng không? Tới khi đó mày cãi là mày không nghe đâu. Rồi, Nguyên hả? Thích Nguyên nhất là Nguyên nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Có duyên. Wow, như lần đầu tiên luôn rồi đó. Thiệt mà. Thiệt hả? Thiệt, không thiệt, có nghĩa là nói chuyện rất là có duyên, rất là kiểu nhỏ nhẹ. Không, tao thấy Nguyên có duyên á, nhưng tao không thấy nhỏ nhẹ. Tao thấy kiểu we all have very big personality. Đúng rồi. Nhưng mà ý là cái cách mà Nguyên nói nó là cũng hút. Cảm ơn Tiên. Hiểu không? Ừ. Ý lại mình không giàu mà không có chảnh. Mà mày giàu là mày chẳng mày giàu luôn. Không thích hả? Bây giờ không thích chắc không biết có cái gì nữa, nhưng mà ý là hồi xưa không thích là tại vì mình chưa hiểu rõ về tính cách của ai mà kiểu mình đã kiểu không thích người ta. Ừ, thấy không? Tao không thích là thích luôn á. Ừ, đó, nhưng mà mày chưa biết là tại sao mày không thích. Ừ, đúng rồi. Tự nhiên nó đâu làm gì mày đâu, mày không thích, ý là vậy đó. Đó, vậy thôi. Mà nó rất là xưa đúng không? Đâu rồi, bây giờ. Tại mình có nhiều thật ra là tại vì bây giờ hiểu tính nhau quá rồi. Cho nên là bảo không thích thì thật sự không biết nói cái gì á. Không biết không thích cái gì. Ừ. Tại vì nếu mà không thích á thì ta không ngồi đây á. Đúng rồi, không tao không thấy ngồi đây đâu. Không ai biết được. Xin ghê gối với bạn rồi. Em đi trước nha. Rồi. À, thích về Tiên hả? Là thấy Tiên funny, Tiên bộ lắm luôn á. Kiểu như là nói chuyện với Tiên kiểu entertaining thật sự. À, rồi, không thích hả? Suy nghĩ Xin không có không thích gì ai hết á. Thật sự vậy. Thì giống như là mình cảm thấy mình đã trải qua rất nhiều. Kiểu tính từ xưa đi hay là như thế nào đó. Trải qua nhiều cái. Chứ bây giờ thì không. Bây giờ thì có gì đâu mà ghét. Cái tính mày sao, mày có làm gì mà tao khó chịu rồi tao. Ừ. Hồi xưa không, tao nghĩ đó giờ tao ít không hồi xưa hả, không biết nữa. Ủa mày ít không thích tao hả? Mà nhưng mà đi la làng la xóm gì tùm lum với những người. Nếu mà kể hồi xưa không thích gì thì nhiều. Ờ, xưa không thích thì chắc nhiều. Thôi mình nói cho bây giờ thì chắc không thích. Nó bây giờ đi ha. Bây giờ không có thích gì hết trên. Ờ, chắc trên không có không thích gì về Tiên Nguyên hết. Thôi mình nói cả đi. Được, ngày xưa là gì đó đi. Cái gì mà mày cảm thấy như hơi khó chịu. Khó chịu hả? Nếu mà ngày xưa thì là lúc nào Tiên cũng nghĩ Tiên đúng hết. Đúng rồi. Nguyên sao? Còn thích gì về Nguyên hả? Thì thích Nguyên từ Nguyên đẹp. Thì thích chơi người đẹp á. Như video nào cũng nói vậy luôn á. Ai mà được ngồi kế xe cho chúng xe là rất vinh hạnh nha. Còn không thích gì về Nguyên hả? Chắc nói hồi xưa nha, Nguyên ít khi đi chơi, không, ít khi trả lời tin nhắn luôn. Đúng rồi á. Tức là ít khi tham gia những hoạt động nhóm. Hoạt động nhóm, đúng rồi, hoạt động nhóm là hơi kỳ nha. Hoạt động nhóm là cho em xin ở nhà. Rồi chơi đúng khó luôn, mà sợ, bây giờ bị gì luôn á. Giờ bị gì luôn. Ôi giờ nó lớn rồi. Tao khác.
Ok, Tân Nguyên. Ok, Tân Nguyên nha. Shane ở Nguyên rất thích Shane ở chỗ là Shane rất là supportive. Đúng không? Lúc nào mình cần nó cũng ở đó. Nó hơn bồ tao luôn á. Để động viên. Rất là caring. Đúng không? Có những cái khoảng thời gian ví dụ như 12 giờ 3 giờ chiều là 2. Cái tình hai. Giống như là mình cần gì lúc nào cũng ở đó để trả lời á. Thì đó, mình cần động viên cái gì cũng Shane cũng ở đó luôn. Đúng là dù không có biết lời đó là nó đại hay là hay là thật lòng hay là đúng rồi. Cái gì nhưng mà mình nghe thì mình cũng rất là vui. Vui đúng rồi. Không thích Shane nữa. Hồi xưa hả? Nó lì á. Thì đó đó, cái tính đó đó. Cái tính lì mình cũng ngang ngang nữa. Đúng nói mà cứ mặt cứ kinh kinh. Thì cứ vậy thôi. Tiền. Thích tiền hả? Tiền cũng caring. Đúng không? Cái cần cái gì rồi bay cũng có mặt ở đó để hỗ trợ tinh thần mọi thứ. Tiền đâu. Là mày mới tóp tiền rồi 5 triệu để xài á. Chứ giờ tiền là rất là gọi là hết lòng nè, thứ nhất. Thứ hai là ta gọi là cái gì ta? Tâm huyết á, nhiệt huyết á. Giống như làm cái gì cũng làm cho tới. Giống như không có phải là nửa vời hay gì đó. Bởi vì nhìn vô là mình biết. Trời ơi, phải chơi cho tới. Mình nhìn vô mình biết là người này người ta ta thương mình thiệt, ta caring thiệt. Chứ không phải là pha ke đâu. Không phải như Shane đâu. Không phải pha ke đúng không? Không thích tiền hả? Không thích tiền hả chứ? Mày có gì vậy? Trước tiên bị ba phải đúng không? Có không vậy? Bị ba phải đúng không? Ừ. Xin bị anh ấy thì nó ừ cũng đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có gì? Nhưng mà xưa ta một con người hoàn toàn khác bây giờ. Không, bây giờ cái khoảng thời gian này ai cũng lớn rồi á. Hồi xưa giống như là mình hoàn thiện hơn mỗi ngày. Tao nói gì cũng phải đúng. Đứa nào cả lời tao là đứa đó sai. Đúng rồi, tiên là cái gì cũng phải đúng nha. Nhà cái gì cũng gần nhà tao. Đúng rồi. Đúng rồi, đi đâu cũng nó ngay nhà tao mà. Nhanh lắm, 5 phút là tới đó kế bên. Rồi tiên cái hồi trước là cái gì tiên cũng biết luôn á. Đúng rồi, tiên là Google gì tiên cũng biết đó. Google Maps. Không phải là mình phủ nhận cái điều là cái gì tiên cũng biết, nhưng mà bây giờ nó biết nhưng mà nó vẫn giữ trong lòng nó, chứ không phải nó nói là lúc nào tao biết cái đó mà. Hiểu không? Hồi xưa là cái như là không biết tại sao nữa, mà không biết tại sao cái bạn trai cũ quen được gần 2 năm luôn. Thật sự tới bây giờ nghĩ lại không hiểu tại sao luôn. Hồi xưa là hả, như là bắt nó làm cái này, bắt nó làm cái kia, rồi nó mà làm cả lời mình cái là mình nói anh sai rồi. Em mới đúng, sai rồi. Cái gì ta gọi là bảo thủ. Bảo thủ, rất bảo thủ luôn. Nhưng mà sau những cái thời gian vấp ngã mình mới kìm nén mình lại. Dù cái tính mình như vậy thôi. Bây giờ mình mới biết. Lúc mà hồi mà qua Mỹ á, sống thời gian sống một mình á, mới nghiệm ra là mình cần thay đổi rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem hết video lần này. Tiên mong là sau cái video này thì các bạn có thể hiểu Tiên, Shane, Nguyên hơn, và giống như là tình bạn của ba đứa mình. Thì thật sự là đây không phải là diễn hay là cái gì hết, hay là giống như là tại vì thôi cả ba lên trên là tình nhiều cũng view hay là cái gì luôn á. Cũng nhờ video này mà mình mới hiểu thêm. Đúng rồi, không tin được là sau video này còn hiểu thêm nhiều cái nữa. Có nhiều cái không hiểu nhau nữa, nhưng mà thật sự là rất là vui khi được làm chung cái video này với Shane và Nguyên. Cảm ơn hai người đã chịu góp mặt trong video vui mà. Của Tiên vui mà. Có lời nào muốn chia sẻ không? Thì mọi người nhớ mày bớt đi, tao nói mày chia sẻ cho mày. Mọi người nhớ follow trên Instagram nha. Yeah. Chia sẻ thiệt nào. Tôi mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ ba tụi mình. Đúng rồi. Như là tình bạn của ba tụi mình từ đây và về sau nữa. Khi mà tụi mình 70 tuổi mình hello. Video hôm nay tụi mình sẽ chỉ mọi người cách tháo răng giả. Mọi người có thể ủng hộ tụi mình bằng cách bây giờ lên channel của Shane và coi video của tụi mình ở trên đó nha. Trời ơi, trá hình quá. Sẽ có mặt ba đứa nữa trên đó. Mọi người follow Shane và Tiên và Nguyên trên Instagram. Yeah, và YouTube nha. Tiên sẽ link tất cả ở đây. Cảm ơn mọi người. Thumbs up this video to see more of us. Hi, I love you. See you guys right now on my channel.